Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một đội hình tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện tại thì tôi đang có 1.700 tỷ tiền BP tươi và tôi đang bán rất nhiều Hazard. Đây tôi vừa xả min ngay anh em bú luôn mà, thật sự với anh em Hazard 6 với tầm tiền này là một món quà nặng luôn đấy. Rồi, bây giờ tôi đang có 2.200. Tôi bán Benzema và bán ô tô đi. Tôi nghĩ là tôi sẽ được tầm khoảng hơn 1.000 tỷ nữa. Đại loại tôi sẽ có khoảng 3.000 tỷ để build một đội hình mới. Và bang chủ có lẽ là bán tất cả những con người của Madrid đi để đổi sang một đội hình của MU thì phải. Thì thôi, tôi sẽ cố gắng cho anh em có một đội hình của MU đẹp nhất tầm tiền nha anh em nhá. Thôi, con ô tô này 880 là được giá rồi, vụt mẹ luôn đi nhá. Tớ lấn cấn gì, ok bao nhiêu? Đúng rồi, 3.000 tỷ, 3.000 tỷ cộng với Benzema, xong. Rồi, MU đẹp nhất tầm tiền, đã có chủ luôn cho ngày hôm nay. MU này tôi sẽ build cả hai form, cả form 5 và cả form 8 kết hợp đi anh em nhé. Nó sẽ cân đối và anh em có một đội hình nó kiểu nó đẹp. Manchester United hai form anh em ạ, phải có form 5 và form 8 thì nó đều lương hơn nhá. Hàng công bây giờ là một con Ronaldo CC có được không nhỉ? Nào con đấy hết tiền luôn. Ủa, Fola bác chủ ăn lưu à? Chắc là đang mê con Fola này, con này mua được nhưng con này FD là chết. Chắc thích con này mà đúng không? Chắc thích con này vụt luôn nhá, 585. Rồi đảo xuống thủ đi, thủ tôi nghĩ là anh em mình sắp xếp một hai con hàng cứng cứng là vụt luôn chứ. Varane này là đẹp rồi này. Varane 200 nha anh em nhá. 252 vụt luôn đi. Mẹ săn được con Rio HG này đúng là vua chúa không? Rio DC này đúng là vua đấy. Thôi tôi cứ săn đi nhá, giao cho bác chủ bài tập về nhà anh em ạ. Bác chủ nghe rõ này, bài tập về nhà là săn con Rio của mùa DC này nhá. Rồi chúng ta đẩy lên hàng tiền vệ nào. Làm một tí tao Tommy Lay đấy, tôi đã bỏ quên Tommy Lay từ rất lâu rồi. Matomini, tại sao không phải là anh ấy? Một lâu lâu tôi mới build lại quả MU và có cái con chất của con Tomini này đấy. Ok, 300 tỷ vụt được. Giờ chốt một con hàng tiền đạo chủ lực nữa đã. Liệu Kuren có lo được cho tôi không đây? Ronaldo UT thực ra thì cũng không hẳn lắm. Hay là con Ronaldo của EU6 nhở? Mẹ thằng Ronaldo lại giảm chỉ số cho xin mày đấy. Giảm vừa vừa thôi. Anh 7 này mùa này đá được các bạn ơi, tôi nghĩ đánh giá ngon nhá. Thôi cứ làm quả 600 đi nhá. Bây giờ thì làm đôi cánh. Đôi cánh thì tôi nghĩ là anh em vẫn lấy con Bách là đẹp. Bách thì nếu mà đa năng nhất thì có mù DC này rất ngon. Chạy được, sút được. Thôi cứ tạm thời đặt con này 421 tỷ đã nhá. Tôi tính tiếp đã là xem đủ không đã nhá. Bây giờ còn 600 mà đầu tư cho đôi cánh nào mệt mỏi đấy nhá. Là lý đáng được nhá, là lý đáng được nhá. Hoặc là Rashford HG cũng được thật đấy. Rashford lấy mù nhỏ đi, thằng Rashford đá hay mà. Rashford HG bao nhiêu? Món quà đấy, Rashford món quà nó đấy. Min con này là về điên luôn này. Rooney cũng là một lựa chọn không hề tệ nhá. Rooney có mù DC đúng không? Phải có DC thì nó mới chiến. Từ từ nó cân lương thử nhá. Rồi cân lương thử nhá. Forlan mà. Forlan Joliman với cả Rondo ở đây rồi. Mẹ con này lương cao đấy nhỉ, còn Rondo này lương cao thế nhỉ. Ở đây thì có Tomine à. Đầu lắm mới có con Tomine ở đội ấy. Varane, nếu mà không mua được Rio đành phải xuống con HG vậy anh ạ. Rio for DC mà không vụt được thì thôi anh làm con HG vậy nhá. Chỉ có phương án đấy là khả dĩ nhất thôi, còn đâu chịu. Bách đang tính là cho Bách đá đâu đây? Nếu như Bách đá đây thì cũng được luôn này. Bách DC đá giữa là vua luôn rồi đấy. Bách với Tomine. Còn không thì ở giữa anh em có một vài những cái lựa chọn như kiểu Batian này. Đây Bách đá đây đi. Thì bên này là Rashford đi. Rashford 6 đi. Còn một cánh nữa. RM à? RM thì bây giờ em kiếm con chạy cánh như kiểu vá Rooney vào đây cũng được này. Nani à? Nani săn được không? Thực ra tuyến giữa này cũng nhiều lựa chọn đấy. Batia này đá được này. Con này sút xa ghê nhở anh em nhở. Batia sút xa ghê nhở. Thế thì anh em mình cho mẹ con Batia này vào đá giữa đi anh em ạ. Ra dáng luôn như gì nữa. Tại sao không phải là một lựa chọn vậy? Bụt mẹ đi. Lấy Batia. Batia DC đi. Con này ngon mà. Bây giờ tôi lo một con thủ môn nào nhìn ổn ổn nhá. Thủ môn lương 15 mà mình mua được đi. Lương 15 đi. Van der Sar mua được không nhở? Là mẹ tí Van der Sar SHD là đủ chơi rồi đấy. Van der Sar TT hoặc lương 15 lại được rồi. Có hai lựa chọn từ lương 12 đến lương 15 thoải mái nhỉ. Thôi từ từ. Thế lo sau đi. Hậu vệ trước nào. Tôi sợ lương đội hình này cao các bạn. Lương đội hình này sẽ hơi cao đấy. Sao béo mua này được này. E21 cộng 6 này. Rẻ thôi, tầm tiền này đầu tư cũng chỉ cần lương này thôi là đẹp lắm rồi. So có ở mùa này này. Hai mùa này đắt thế nhỉ. Mùa này mua được cộng 6, nói chung ngang ngang tiền nhau đấy. Hay làm tí Park Ji-sung nhỉ anh ạ. Park Ji-sung đá cánh hậu vệ nhá. Park có 255 hậu vệ. 200 mà đắt quá không nhỉ?
Park Ji-sung đá hậu vệ phải là đẹp rồi, có mang tốc độ này là đầy đủ này. Xem lương có đủ không đã. 8 này. Bên này có thể lấy Berlin 8 kia cũng được, giảm được tí lương hoặc là lấy lúc so. Định lấy quả so đấy nhưng mà có so này. So đéo mua được 8 này, anh ấy chỉ mua được cộng 5 thôi. LB của con Berlin này đáng được này. Berlin này có nhiều mùa này. Berlin 40 này mua về là ok rồi nhá. Thử tí Berlin vào đây nhá. Ui đẹp. 8 lương rồi à? Sao ít thế nhở? Thế là khó lo rồi, khó lo được cho Van der Sar vào đây rồi. Khó lo được cho Van der Sar quá. Đờ he, ít nhất phải làm con đờ he bắt nó mới được một tí. Cứ tưởng bóc phốt sợ quá anh em ạ. Rồi ok, làm tí đây đi. Tôi sẽ làm tí đờ he ở đây. Con này mua lập lên 6 này. Thế bây giờ phải giảm một con nào đó đi anh em ạ. Thế hỏng rồi. Cái thằng Bách DC này khả năng là vấn đề đéo mua được này. Thằng này lương 9 đúng không? Hay là làm con Rio bỏ thành mùa DC nhỉ? Mùa HG nhỉ? HG là vừa con mẹ lương luôn đấy. Đó, Rio giảm nó xong luôn đấy. Thằng này, thật ra thằng này tôi nghĩ là cái bài toán này nó cũng hơi khó bác chủ. 300 thằng nó đặt thì về kiểu gì luôn ấy, thật sự với anh em khó lắm luôn đấy. Thôi cái bài tập này tôi nghĩ là anh em mình bỏ luôn đi. Phải là HG6 đấy, không bác chủ bỏ cái bài tập này. Ra cái đề nó hơi khó anh em, ra cái đề nó hơi khó, được chưa? Thế này là đẹp chưa? HG6 nó là múp điên luôn mà. Quả mô U này nó thật sự với anh em nhìn vào đội hình này như kiểu anh em cái sức mạnh nó tầm khoảng mấy chục nghìn tỷ. Thế nhá anh em nhá, đội hình này là tuyệt phẩm với anh em rồi, không có một cái điều gì để chê cả anh em ạ. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi, chỉ sau một ngày trở lại thôi, tất cả những con người của quỷ đỏ 3.000 tỷ mình phá đã về vô cùng đầy đủ rồi. Có một vài những sự thay đổi nhỏ khi mà Ronaldo của mùa EU24, bác chủ có tâm sự là bác ấy không đá được CR7. Khoai nhờ CR7 anh em không đá được luôn mà, ảo thật luôn. Dù sao thì chúng ta cũng có một lựa chọn thay thế vô cùng hợp lý. Thủ lĩnh của MU ở mùa giải mới đây, Bruno của mùa 23 sẽ là nhạc trưởng trong đội hình này. Và khi đó chúng ta sẽ đổi sang sơ đồ đội hình là 4-2-1-3 hoặc là 4-2-3-1 đều ok. Forlan thì như vậy sẽ là người đá cao nhất trèo công ở hệ thống này. Rashford bên trái và cánh phải có một sự thay đổi nhẹ nữa, khi mà bác chủ rất thích Alexis Sanchez. Và đây là một mùa giải cũng cực cháy của Sanchez nha. Mùa UT Sanchez có tăng tốc lên tới 132 mà tốc độ đầy đủ. Năm sau kỹ thuật qua người và tinh tế. Lâu lắm rồi mình chưa đá Sanchez và đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Tominay cùng với David Beckham sẽ là hai lựa chọn ở hàng tiền vệ. Đây cũng là những lựa chọn hàng đầu để anh em có thể lựa chọn ở hàng tiền vệ của quỷ đỏ rồi. Cặp trung vệ thì Rio Varane thì quá chiến. Mình không mua được con Rio của mùa DC nên là mùa HG6 cũng là một lựa chọn cực kỳ cháy phố rồi. Tốc độ của Rio là 126 và của Varane sẽ là 127-128 khi full level. Park Ji-sung sẽ đá bên phải và bên trái là Berlin. Vị trí gác đền với mức lương thấp nhất chúng ta có David De Gea của mùa 22 cộng 6. Wow. Rồi ở dưới này thì không có bất kỳ một con hàng dự bị nào cả và ở đây cũng không còn nữa luôn mà. Có nghĩa là chúng ta vừa khít để build một đội hình của quỷ đỏ và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình MU 3.000 tỷ này. Vai trưởng vừa vào xong, chưa kịp nóng đít đã bị ghi bàn tình huống này rồi, ảo thật đấy. Rồi không sao cả, chúng ta có một bàn chống ao dành cho đội bạn. Và bây giờ là những sức mạnh của quỷ đỏ sẽ mang đến dành cho anh em. Alexis Sanchez, đừng có uống như vậy. Sanchez hay quá nhở. Diego Forlan, đuổi hộ. Thề của đấy FD luôn là chết rồi không? Forlan! Ui! Lỗi rồi. Trận đấu đầu tiên vất vả nhờ. Rashford! Trời ơi, lên rồi được kìa. Hay quá. Rồi, Sanchez! Hay quá Sanchez ơi! Một pha xử lý đẳng cấp và đầy tinh tế của Alexis Sanchez. Lâu lắm rồi mình build quả MU có con Sanchez này. Vì đây cũng là một mùa giải mới và tương đối to của Sanchez anh em ạ. Có thể lựa chọn nha. Sanchez. Rồi vào đây. Vào đây. Ngoặt lại cái nhẹ. Hay quá nhờ. Một pha dứt điểm rất nhẹ nhàng của Bruno.
nhưng nó là quá hiểm hóc. 2-1 dành cho Manchester. Hay quá. Bruno. Bruno đã đi. Trời ơi, vụt đúng vào người đội bạn luôn mà. Mày đỡ quả này. Trời, sút quả bóng giòn nhờ Forlan kìa. Sút quả cự ly như thế này mà nó FD thì đỡ bằng răng luôn mà. Dã man. Và đó là Diego Forlan. Sanchez kìa. Tốc độ của Sanchez. Sanchez. Hay thế nhờ Bruno kìa. Chỉ cần một pha quay đầu lại thôi, Bruno đã mang đến sự khác biệt để giúp cho MU có pha mở điểm này. Mày đỡ. Vẫn đỡ được luôn mà. Ghê nhờ. Ờ, may. Cái gì vậy? Cho đối thủ một bàn thắng chống ao luôn mà. Khéo thế nhở. Rồi, đây là Beckham. Hay quá nhở. Hay quá nhở. Và đó là bàn thắng tiếp theo dành cho Alexis Sanchez. Rất có duyên ở đội hình này nha. Trận nào anh Sanchez cũng đổ súng. Bruno. Xoay sở và ZD quá hay dành cho nhạc trưởng của MU này. Rồi Sanchez. Xuống đây. Forlan. Khó nhỉ. Khó để bỏ lỡ thật sự với Bruno. Bruno rút khét thế nhở. Cái lực bóng đi của Bruno rất là mạnh nhá và hiểm. Tomine. Thằng này ra chân lực khỏe thế nhở. Mark Tomine không thể cản phá được. Và đó là 5-1 rồi. Rồi Bruno. Đẳng cấp thật sự với Bruno Fernandes. Một xét tennis rồi. Mày. Ôi, vẫn bắt được quả bóng này à. Vậy à. Bruno. Tomine. Quá khó để Tomine bỏ lỡ cái pha đánh đầu này. Một tình huống đánh đầu cận thành. 1-0 dành cho Manchester. Blin. Vỡ đầu chưa? Nhìn Forlan nó dã quả FD này muốn bê điên luôn mà. Chịu thật. Rồi Rashford. Forlan. Khó nhỉ? Ơi à. Trời ơi, vẫn bỏ lỡ kìa. Vai bìu thật. Rồi Forlan. Hay quá nhờ. Forlan có thể FD. Có thể FD. Ui, có FD lên rời được à. Chịu nhờ. Bruno. Tốc độ của Bruno. Bruno. Rafos, cửa là chết. Vướng người mấy thằng ôn này thế nhở. Rồi Park Ji-sung. Beckham. Được rồi. Đó là một pha lãi để bác bằng chân trái của David Beckham. Quá dã man. Mê nhở. Sút quả bóng nhìn yêu thật. Beckham. Mày đỡ. Dã man thật Beckham kìa. Ông vua FD ở team GLMO. Cứ ra chân là chết. Sợ thật. Hay quá nhờ. Sanchez.
Sở trường của Sanchez là những pha bóng đầy tinh tế như thế này. Đỡ zoom. Hay quá nhờ Beckham kìa. Beckham vỡ đầu. Ui, thằng Beckham này nó sút FD ghê thế nhở. Trời ơi, cứ ra lực được là đi luôn ạ. À, khiếp thật. Ui, Kevin kìa. Má, nó hay thế nhờ, quả thoát xuống không có ai kèm luôn mà. Rồi, một bàn danh dự cho đội bạn. Hứa. Bruno. Ben rồi đấy. Một pha đi bóng rất khó chịu của Bruno. Và việc cua đồng mắc lỗi là điều dĩ nhiên mà thôi. Forlan. Bắt dùm tao quả này với. Bắt dùm tao quả này với. Điều của Forlan để sút không bao giờ xịt của Ben. Hay quá nhờ. Rafos. Chịu thôi. Cái đéo gì vậy? Trời ơi, quả sút ra ngoài được thằng Old Rafos ngu này. Mày đỡ. Mày đỡ dùm tao đi. Phong Lan mà đã ra chân thì chịu. Sợ thật nhưng đình muốn dắt điểm kìa. Như dao cạo. Sắc điên. Má nó sút dễ thế mà không bắt được kìa. Để ghen chạy lên kìa. Sanchez. Phong Lan, mày đỡ, đỡ hộ tao cái. Một trận đấu khó khăn và chúng ta đã thể hiện được đẳng cấp của một đội hình mạnh như thế này. Phong Lan dứt điểm một chân trái tinh tế chưa? Mê thật sự,